Xin chào tất cả quý bạn nhé. Hôm nay bên siêu thị thông minh Vinmart 365 mình sẽ làm một cái video, một cái clip để hướng dẫn cho tất cả quý hàng biết cách sử dụng của cái chức năng hàn miệng túi của cái dòng máy hút chân không cao cấp P290B nhé. Đây chúng ta nhìn đây. Đây là cái máy hút chân không P290B đây này, ta nhìn này. Đấy nhá, màn hình điện tử nhá. Đấy. Thì rất nhiều quý hàng khi chúng ta mua máy về ấy, chúng ta không biết sử dụng cái chức năng là hàn miệng túi thôi. Đấy. Cái máy này thì khi chúng ta hút chân không ấy, xong nó tự động hàn là đương nhiên rồi. Nhưng mà rất nhiều khách hàng chúng ta là khi chúng ta muốn bảo quản đồ ăn thực phẩm này, đó chúng ta không muốn hút chân không mà chúng ta chỉ có hàn miệng túi không thôi. Đấy. Thì sau đây mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho tất cả quý hàng chúng ta có cái nhìn thực tế nhất về cái dòng máy và cũng như là chúng ta biết cách sử dụng hàn miệng túi của cái dòng máy hút chân không P290B này nhé. Chúng ta lưu ý nhé. Trước khi chúng ta hàn miệng túi ấy, chúng ta nhìn trên màn hình này nó có cái ở đây nó có dòng chữ là vacuum sear time nha. Sear time có nghĩa là thời gian hàn miệng túi ấy. Đấy. Ở đây nó có hai cái nút này, increase là mũi tên đi lên này là tăng này, tăng thời gian hàn miệng túi nhá. Và reduce mũi tên đi xuống này là giảm nhá. Đấy, giảm thời gian đi. Thì tùy theo cái độ dày của cái túi ấy và tùy theo khối lượng đồ ăn thực phẩm, hoa quả ở bên trong cái túi thì chúng ta cài đặt cái thời gian này cho nó phù hợp. Ở đây thì mình đây đối với cái dòng túi như thế này và khối lượng như này, với dòng túi mỏng như này và khối lượng đồ thực phẩm như này thì mình để khoảng 4 đến 5 giây thôi. Đây. Đấy. Đây nhá. Đấy. Mình để 4 giây thôi nhá. Bây giờ mình mở máy lên. Đây. Chúng ta nhớ nhá, phải cài đặt cái thời gian này tương xứng với cái độ dày của túi và tương xứng với khối lượng hoa quả đồ ăn thực phẩm ở trong túi nhá. Nếu mà chúng ta cài đặt cái thời gian nó nhiều quá ấy, thì sau này khi hàn nó dễ bị cháy cái đường hàn này, cháy cái miệng này nhá. Đấy. Đây. Bây giờ chúng ta để ở đây. Chúng ta nhớ là ta để sát miệng máy này, đặt bằng phẳng, sau này cái đường hàn nó cực kỳ đẹp. Đấy, sau khi đặt xong chúng ta ấn tay này đều hai bên. Rồi ok. Bắt đầu chúng ta dí vào nút start, ta nhìn này, trên màn hình nó có nút start đây. Đấy. Đây chúng ta nhìn thời gian chạy này. Khi nào mà chạy hết thời gian 4 giây nó sẽ báo đây. Đấy, nó sẽ báo tít tít đấy. Thấy chưa? Đấy, là xong. Bây mình mở máy lên thôi. Đây chúng ta nhìn này. Đấy nhá. Đấy. Cái dòng máy hút chân không P290B này nó sử dụng công nghệ hàn nhiệt tiên tiến nhất hiện nay, đó là 3D. Đây là công nghệ tiên tiến số 1 của Nhật Bản. Nhá. Chúng ta nhìn cái đường hàn của nó cực kỳ chắc chắn luôn đây. Ta nhìn này. Đây, ta nhìn thấy cái đường hàn của nó rất dày nhé và chắc chắn. Đấy. Ngày xưa những cái dòng máy truyền thống ngày xưa ấy, những dòng máy hút chân không ngày xưa ấy thì nó không có chức năng hàn miệng túi đâu mà nó chỉ hút được chân không thôi. Sau đó chúng ta lại phải thêm một chức năng là mua thêm cái máy hàn, nó rất mất thời gian. Thì những dòng máy hút chân không tiên tiến hiện nay ấy thì nó tích hợp luôn chế độ là hút chân không xong nó sẽ tích hợp tự động luôn chế độ hàn miệng túi, rất tiện cho chúng ta nhé. Và chúng ta có thể sử dụng độc lập cả hai chức năng đấy. Đấy. Đây là mình sử dụng chức năng là không hút chân không mà chỉ hàn miệng túi, đây nhìn này. Đấy. Rất đẹp luôn, đây nhìn này, đường hàn của nó cực kỳ chắc chắn luôn, đây nhìn này. Đấy, dùng tay bình thường không thể cậy được và cũng không thể xé được. Chúng ta chỉ dùng dao kéo thôi. Đấy, rất đảm bảo cho cái đồ ăn thực phẩm ở bên trong này nhá. Đặc biệt là đối với khách hàng khi chúng ta làm hàng ăn cửa hàng ấy, hàng quán ấy, chúng ta kinh doanh đồ ăn thực phẩm ấy. Đấy. Thì chúng ta trước khi chúng ta đưa cho khách hàng chúng ta hút được như này. Chúng ta hàn được miệng túi như này, chúng ta đưa đến cho khách. Đấy nhá. Thì rất tốt, bởi vì là rất nhiều khách người ta kỹ tính, khi ta đưa đến ấy, nó có như này thì nó sẽ đảm bảo cái an toàn thực phẩm ở bên trong, không có các cái vi khuẩn bên ngoài bay vào. Đấy. Và khi ta hút hàn được miệng túi như này thì chúng ta để túi này, đồ ăn hoa quả ở trong nó sẽ giữ nguyên cái chất, không ảnh hưởng đến môi trường nhá. Đấy. Thì sau đây mình sẽ tiếp tục hàn tiếp miệng túi với một cái miếng thịt như này. Đây nhá, đây. Đấy. Chúng ta ở đây mình vẫn cài đặt thời gian là 4 giây. Đây chúng ta lại đặt vào như này. Mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nhá, cho tất cả quý hàng chúng ta có cái nhìn nắm rõ nhất về cái cách sử dụng của cái dòng máy này. Rồi ok. Đấy, bây giờ ta lại dí vào nút start ra nhìn này. Đấy. Khi nào chạy hết 4 giây nó sẽ báo tít tít là xong. Đấy, báo đấy, ok. Đây. Đấy. Đây cho nhìn này.
cái đồ hàn khi ta hàn xong ta sờ rất nóng nhá, là cực kỳ tốt nhá. Đấy, nó hàn nhiệt, công nghệ hàn nhiệt. Đây nhìn này, đấy, rất đẹp luôn, rất cực kỳ đẹp luôn. Đây nhìn này, đây rất thẩm mỹ luôn nhá, đấy rất tốt luôn. Kể cả trong gia đình chúng ta thế thôi, kể hoa quả đồ ăn thực phẩm chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn đảm bảo thì chúng ta cho túi chúng ta hút, chúng ta hàn miệng này, hoặc cần ra hút chân không chúng ta để ở tủ để thoải mái luôn, để vài tháng được, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến chất lượng, và hai nữa là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho chính cái hoa quả này, đồ ăn chúng ta nhé. Đấy. Xin cảm ơn quý vị ạ. Xin cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi.